cả các bạn. Hiện giờ Vân đang có mặt tại phòng dịch vụ của Viện Thẩm mỹ Korea. Hôm nay thì khách hàng đến với Viện Thẩm mỹ Korea rất là đông, nhưng mà mình cũng phải xin một vài phút của khách hàng để mà quay những cái hiệu quả. Bởi vì tại sao sau một liệu trình mà đã hết liệu trình đâu ạ, đi được một nửa chặng đường, nhưng mà khách hàng của em là chị Cúc, hôm nay chị đã giảm được hơn 5 cân rồi đúng chị. Và cái số đo vòng eo các chị có thể thấy là nó có sự thay đổi rất là rõ ràng. Bình thường thì cái vùng bụng, vùng toàn bộ từ phần bụng trên đến phần bụng dưới của chị ấy đều bị tích tụ mỡ từ phần chân ngực. Và khi mà chị nằm ra như này, bởi vì cái gốc mỡ của chị là cũng là gốc mỡ lỏng, do vậy là cái hai bên eo nó dày hơn bây giờ rất là nhiều. Bây giờ thì em thấy là cái việc là eo nó đã siết được 2/3 chặng đường đấy chị ạ. Chị Cúc có thể chia sẻ cái quá trình đào thải khi mà chị áp dụng cái công nghệ mắt kính hiếp không được chị? Cái tuần đầu thì chị thấy nó đào thải ít, nhưng mà cái tuần thứ 3 đổ đi thì nó đào thải rất là nhiều. Cái tuần vừa rồi là một tuần là chị thấy đi đến 5 ngày là đào thải. Rất là đều luôn. Thì hàng ngày thì nó vẫn cứ đào thải theo đường nước tiểu, nhưng mà theo đường đại tiện thì rất là nhiều, nhiều mỡ lắm. Chữ nước tiểu của chị thì chị thấy nó như thế nào? Màu vàng óng em ạ. Màu vàng óng như thế nào? Thế khi mà đi đại tiện thì nó ra những cái váng mỡ màu như thế nào? Màu vàng sạm như màu nâu nâu, mà nó sánh lắm em ạ, nó sánh, nó đặc lắm. Vâng, chị ơi, khi mà cấy tinh chất xong thì khoảng mấy ngày thì mình bắt đầu thấy đào thải của chị? Chị đi hôm trước hôm sau về là nó đào thải luôn, nhưng mà lúc ấy nó nhẹ, sau thì hôm sau thì nó thấy nó nhiều. Được. Nhưng cái tuần đầu thì nó đào thải chỉ có 2 ngày thôi, tuần thứ 2 thì được 3 ngày, tuần thứ 3 thì cũng được 2 ngày, tuần này thì được 4 ngày, 5 ngày. Có nghĩa là nó vẫn sẽ là đào thải theo từng đợt đúng không ạ? Ở nhà thì mình chế độ ăn uống mình như thế nào? Chị ăn theo chế độ của Korea đưa ra đấy. Cẩm nang dinh dưỡng chị, mình sẽ là lựa chọn những cái thực phẩm ở trong đó, thực phẩm nào tốt với cái quá trình giảm mỡ giảm cân cũng như là sức khỏe của mình thì mình sẽ lựa chọn đúng chị. Chị ơi, khi mà chị áp dụng công nghệ này cũng như là mình siết chế độ ăn uống lại một chút xíu ấy, đấy thì mình cảm thấy là cơ thể của mình nó như thế nào? Chị thấy nhẹ nhõm, thấy sướng hẳn. Vâng, bởi vì em biết là cái tính chất công việc của chị, thứ nhất là ngồi nhiều, cái thứ hai là nó cũng căng thẳng stress ấy, thì chị thấy là trong cái quá trình giảm mỡ này nó có ảnh hưởng gì đến công việc của chị không? Không, chị vẫn đi làm bình thường, không có ảnh hưởng gì. Làm đi lại bình thường. Chị chiều vẫn chơi mấy set cầu lông, 3 set cầu lông một chiều lại. Vẫn có sức khỏe rất là tốt để mà mình chơi cầu lông đúng không chị? Chị ơi, chị có nghĩ là khi mà chị bước chân vào liệu trình này với Viện Thẩm mỹ Korea mà mình giảm mỡ cái vùng bụng thì chỉ cần sau 4 tuần như thế này mình đã giảm được hơn 5 cân không chị? Cái chị không nghĩ là nó nhanh như thế đâu. Dạ. Chị nghĩ là nó chỉ được 1-2 cân thôi, nhưng mà đến cái tuần này là tuần thứ 4 là chị thấy nó nhanh. Dạ. Hiệu quả nhanh. Vâng ạ. Mong muốn của mình khi mà mình bước chân vào liệu trình này là muốn giảm bao nhiêu cân ạ? Chị thì muốn giảm hơn 10 cân, nhưng mà chị nghĩ là được 10 cân là chị thấy hạnh phúc lắm rồi. Vâng, bởi vì nó còn 1 tháng nữa cơ. Dạ, giảm mỡ nó khác rất là nhiều đúng không chị? Vâng, cái số đo vòng eo của chị bây giờ cũng giảm rất nhiều rồi. Hơn nữa là chị mặc quần áo chị cảm thấy thế nào rồi ạ? Chị thấy gọn gàng lắm ạ. Gọn gàng rất sáng nhiều. Nay đi chị chồng chị bảo ốc, thế sao em nay nhìn gọn gàng đấy, nhẹ nhìn bình thường, bảo em xuống được gần 6 cân rồi chẳng gọn. Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ của chị và cảm ơn cái sự nỗ lực của chị trong quá trình mà chị làm với Viện Thẩm mỹ Korea. Em rất là mong khoảng tầm 3 tuần nữa thôi là chị em mình sẽ đạt được đến cái mốc 10 cân đó chị nhá. Chị cũng đang mong muốn là như mình đã đi được 1/2 chặng đường nữa chị ạ. Chị cố gắng hơn nữa chị nhá. Cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ Korea.